Thưa quý vị, sát Tết Nguyên đán cổ truyền cũng là lúc mà các địa phương hối hả nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mùa xuân, mùa tòng quân đã thực sự trở thành ngày hội của tình yêu quê hương đất nước, ghi nhận tại xã miền núi Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đầu tháng 1, chuẩn bị cho công tác phát lệnh nhập ngũ năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Hòa Phú đã tổ chức gặp mặt gia đình thanh niên trúng tuyển. Trò chuyện ấm cúng, thân tình, những trăn trở tâm tư về môi trường mới, chính sách hậu phương quân đội của các bậc phụ huynh có con em sắp nhập ngũ được lãnh đạo địa phương trả lời thấu đáo. Những buổi gặp mặt trước phát lệnh như thế này đã trở thành truyền thống và góp phần không nhỏ giúp xã Hòa Phú nhiều năm liền dẫn đầu giao quân của huyện Hòa Vang. Xã Hòa Phú là đặc biệt là quan tâm đến cái công tác tuyên truyền, riêng đối lại cái tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự ở trên đài truyền thanh rồi thì bên cạnh đó thì chỉ đạo cho mặt trận, đoàn thể ở xã cũng cùng với lại thôn vào cuộc đối với lại các thanh niên cũng như hộ gia đình để tập trung tuyên truyền để cho bà con hiểu được luật nghĩa vụ quân sự cũng như thanh niên để cho giác ngộ và tự nguyện lên đường nhập ngũ. Ông bà cha mẹ đều tham gia cách mạng hết, thành ra mỗi lần họ nghe tới cái vấn đề cái thời gian tuyển nghĩa vụ quân sự là các em cũng nhiều đứa là háo hức lắm. Chuẩn bị tinh thần đi đó, họ đến kể cả từ ngày đầu sơ tuyến rồi khám tiến họ đều chấp hành tốt. Chị Trần Thị Thia, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú có hai con trai và năm nay con út sẽ lên đường nhập ngũ. Đang có nghề nghiệp ổn định, nhận thông báo trúng tuyển là gác công việc để tòng quân. Trường hợp như em Đinh Văn Bùi, con trai chị Trần Thị Thia không phải hiếm ở thôn Phú Túc. Từ năm 2016 đến nay, năm nào thôn cũng có từ 2 đến 3 thanh niên nhập ngũ, góp phần giúp xã Hòa Phú 5 năm liền giao quân vượt chỉ tiêu từ 10 đến 20% mỗi năm. Em đang đi làm, được lời gọi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thanh niên trong làng xung phong giống như mấy anh năm trước để bảo vệ Tổ quốc. Nói chung đi bộ đội thì có nhỏ cũng thấy con đi cũng buồn, nhưng mà cố gắng cũng động viên con đi chấp hành cho tốt để có ích trong xã hội. Hiểu rõ phong tục tập quán của đồng bào để có biện pháp tuyên truyền vận động phù hợp trước mỗi mùa tuyển quân đã trở thành kinh nghiệm của các xã miền núi Hòa Vang. Háo hức khám tuyển, hăm hở trước ngày lên đường, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã trở thành niềm tự hào của mỗi thanh niên Hòa Phú khi xuân về.